Đối thủ Tùng Hỏa Mù U23 Việt Nam tức tốc họp khẩn, thầy Park đưa ra mệnh lệnh chưa từng có, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi. Ngày 10 tháng 5, ở lượt trận thứ 3 vòng bảng môn bóng đá nam bảng A, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được nghỉ. Đây là một quãng thời gian cực kỳ cần thiết cho chúng ta khi mà chúng ta bị cầm hòa ở trận đấu trước đó, cũng như là có cái nhìn toàn diện về tình cảnh bảng đấu. Ngay sau khi chứng kiến U23 Myanmar đánh bại U23 Philippines, U23 Việt Nam ngay lập tức được thầy Park yêu cầu họp khẩn. Trong cuộc họp, vị chiến lược gia người Hàn đã đưa ra mệnh lệnh bắt buộc ở cuộc đối đầu sắp tới. Việc U23 Myanmar lội ngược dòng và thắng Philippines ở trận đấu vừa qua là nỗi lo đối với Việt Nam cũng như là Indonesia. Đại diện của xứ Miến Điện đã cho mình 6 điểm vào vị trí đầu bảng sau 2 trận. Chứng kiến trên khán đài, huấn luyện viên Park Hang-seo có vẻ trầm ngâm khi mà U23 Myanmar chính là đối thủ tiếp theo của Việt Nam. Hiện tại chúng ta mới có 4 điểm sau 2 trận đấu, nếu không thể giành 3 điểm ở cuộc đối đầu tới, nguy cơ bị loại từ vòng bảng của U23 Việt Nam là vô cùng lớn. Cho dù U23 Myanmar chưa bao giờ là đối thủ của Việt Nam dưới thời của thầy Park, chúng ta đã đánh bại đối thủ tới 2 lần. Năm 2019, trong cuộc đấu giao hữu ở trên chính sân Việt Trì, hai bàn thắng của Tiến Linh và Triệu Việt Hương đã giúp cho đối thủ vượt qua được thầy trò huấn luyện viên Valencia Pompop. Còn ngày cuối năm 2021 ở vòng loại U23 châu Á, U23 Việt Nam vượt qua Myanmar với tỷ số 1-0 khi Hồ Thanh Minh ghi bàn duy nhất. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park chưa bao giờ là người chủ quan. Ông lập tức họp toàn đội U23 Việt Nam trong suốt 1 tiếng rưỡi. Ở cuộc họp khẩn này, ông thầy người Hàn Quốc lập tức chỉ ra những miếng đánh, những điểm yếu và vị trí cần lưu tâm của U23 Myanmar. Thầy Park nhấn mạnh rằng, hàng thủ U23 Việt Nam cần phải tập trung và chú ý đến chân sút số 9. Người chơi cực hay trong trận đấu vừa qua cũng là nhân tố trên 23 tuổi. Các trận đấu trước, sức ép dành cho các hàng thủ của U23 Việt Nam là chưa lớn, nên là những cái tên Hoàng Anh, Thanh Bình hay Văn Toản thì chưa được dịp thể hiện. Tuy nhiên, ông Park yêu cầu các cầu thủ này không được chủ quan trong cuộc đối đầu tới. Bên cạnh đó, thuyền trưởng của U23 Việt Nam cũng chỉ ra các miếng đánh có thể xuyên phá hàng thủ của U23 Myanmar. Đối thủ không có chiều cao tốt như Philippines nên các tình huống tạt cánh sẽ là rất hiệu quả. Ông Park yêu cầu Tiến Linh, Phan Tùng và Mạnh Dũng cực kỳ tập trung cho phần này. Chiến thắng 3-2 trước U23 Philippines đưa Myanmar vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm, hơn U23 Việt Nam và Philippines 2 điểm. Theo huấn luyện viên trưởng Pompop, nếu mà tận dụng cơ hội tốt, đội bóng của ông có thể giành chiến thắng đậm thay vì chỉ là kết quả trên. Ông Pompop tỏ ra là hài lòng với thành tích của đội hiện tại. Dẫu vậy, khi đề cập tới cuộc đối đầu với U23 Việt Nam, vị huấn luyện viên trưởng của Myanmar tỏ ra cực kỳ khiêm tốn. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tuy nhiên, Việt Nam là một đội bóng mạnh nhất tại SEA Games. U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà, được cổ vũ của các cổ động viên, lại có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tôi nghĩ U23 Việt Nam có 99% cơ hội vào bán kết. Trả lời câu hỏi chắc chắn này không phải là xã giao khi ông từng thua 2 lần tâm phục khẩu phục trước U23 Việt Nam. Tuy nhiên, có lẽ đó cũng là đòn tung hỏa mù của huấn luyện viên Pompop khi mà ông muốn có điểm trong cuộc đối đầu tới. Chính vì thế, việc đưa U23 Việt Nam lên tận trời mây xanh thì có thể khiến cho các cầu thủ trẻ của chúng ta chủ quan. Dẫu vậy, thầy Park thì quá hiểu đòn tâm lý và ông đã cho họp khẩn của toàn đội để có thể quán triệt tinh thần của các cầu thủ trước trận đấu. Ngày 10 tháng 5, đội tuyển U23 Việt Nam trở lại sân tập luyện khi được nghỉ nguyên một ngày sau trận đấu vất vả trước U23 Philippines. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia đội thành hai nhóm. Nhóm các cầu thủ chính ở trận đấu với Philippines thì phải chỉ tập nửa buổi, chủ yếu là các bài vận động nhẹ. Tất cả sau đó thì được đưa về khách sạn tạm nghỉ sớm và số còn lại sẽ tập luyện với cường độ khá cao trong thời tiết nắng nóng. Dù vậy thì ông Park vẫn tiếp tục thúc giục các học trò phải nỗ lực hơn. Một thành viên của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam chia sẻ, các cầu thủ cần thích ứng với cường độ vận động cao để giải tỏa sức ì, đặc biệt với những trường hợp chưa thi đấu. Đáng chú ý, ở buổi tập ngày hôm qua, đội tuyển U23 Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã phải tập riêng, trong khi các đồng đội thì tập dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hoàng Đức chỉ tập phục hồi nhẹ nhàng cùng với bác sĩ Choi. Được biết, tiền vệ câu lạc bộ Viettel bị đau bắp chân trái sau pha bóng quyết liệt của cầu thủ U23 Philippines. Sau khi vận động nhẹ thì Hoàng Đức được bác sĩ Choi băng chườm rồi cho về khách sạn nghỉ sớm. Dù chấn thương của Hoàng Đức thì không đáng lo ngại, nhưng tình trạng của anh phần nào cũng khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo lo lắng. Ở hai trận đấu với U23 Indonesia và Philippines, Hoàng Đức, Hùng Dũng đều là những đối thủ chăm sóc rất kỹ. Cả hai đều bị đối phương cho bóng vào rất quyết liệt, thậm chí là thổ bạo. Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định ông luôn có phương án dự phòng cho các vị trí trên sân của đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, có thể thấy vai trò của Hoàng Đức và Hùng Dũng thì đặc biệt quan trọng với đội bóng.
Bộ đôi quả bóng vàng Việt Nam đang là trái tim nơi tuyến giữa của U23 Việt Nam, có nhiệm vụ là dẫn dắt lối chơi cũng như là điểm tựa về mặt tinh thần cho các cầu thủ trẻ. Điểm thuận lợi của U23 Việt Nam đó chính là lịch thi đấu ở vòng bảng cho phép đội bóng của ông Park được nghỉ ngơi nhiều hơn. Sau trận đấu ngày 8 tháng 5 với U23 Philippines, U23 Việt Nam được nghỉ tới 5 ngày. Thời gian đủ để huấn viên Park Hang-seo nghiên cứu đối thủ, dưỡng sức ra quân. Bên cạnh đó, các đối thủ của U23 Việt Nam cũng lần lượt từ mạnh đến yếu, dễ cho các phép tính của nhà cầm quân người Hàn. Nếu không có gì thay đổi, hôm nay U23 Việt Nam sẽ bắt đầu tập chiến thuật chuẩn bị cho trận đấu với Myanmar vào ngày 13 tháng 5. U23 Thái Lan mạnh miệng thách thức U23 Việt Nam nhưng lại sợ không vượt qua vòng bảng. Sau hai trận đấu ở bảng B SEA Games 31, U23 Thái Lan đang tạm xếp đầu bảng với cùng 3 điểm như là U23 Malaysia, Campuchia nhưng hiệu số bàn thắng thì lại bại. Dù vậy, chưa thể nói là họ đã có sự khởi đầu thành công khi mà để thua 1-2 trước Malaysia ở trận giao quân. Bất chấp điều đó, huấn viên Manu Pakin vẫn tự tin rằng U23 Thái Lan đủ sức giành tấm huy chương vàng tại SEA Games 31. Ông khẳng định đội nhà sẽ đánh bại tất cả các đối thủ, kể cả đội chủ nhà U23 Việt Nam để vô địch. Trước chia sẻ với báo giới, huấn luyện viên trưởng của đội Thái Lan cho biết, mục tiêu của chúng tôi là giành huy chương vàng tại SEA Games 31, vì vậy chúng tôi xác định mục tiêu là phải đánh bại tất cả các đội bóng, kể cả đội tuyển Việt Nam hay Indonesia. Đó không chỉ là mong muốn của riêng tôi mà là toàn đội U23 Thái Lan lúc này, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình. Ở lượt đấu vào ngày hôm nay, đội bóng xứ sở chuột vàng sẽ được tạm nghỉ. Họ sẽ quay trở lại trong trận đấu với Campuchia vào ngày 14 tháng 5. Nói về đối thủ sắp tới, huấn luyện viên Manu Pakin tỏ ra khá bất an. Ông chia sẻ, trận tiếp theo gặp Campuchia khiến tôi có một tâm lý bất an. Đội bóng do huấn luyện viên Keisuke Honda đã dẫn dắt. Cậu ấy đã làm được nhiều điều cải thiện chất lượng của đội bóng. Đó là một đội bóng có tổ chức, có hệ thống chiến thuật rõ ràng và hoàn toàn có thể gây khó khăn cho các đối thủ. Chúng tôi sẽ chuẩn bị nghiêm túc và nghiên cứu về đối thủ này. Nếu không thể thắng Campuchia ở trong trận đấu tới, nguy cơ U23 Thái Lan bị loại là rất cao. U23 Malaysia ở lượt trận cuối thì khả năng cao sẽ bắt tay cùng với thầy trò huấn luyện viên Honda để có một trận đấu hòa, qua đó thì loại đại diện xứ sở chuột vàng. Vào hôm nay, bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ có hai trận đấu giữa U23 Campuchia gặp Singapore và U23 Malaysia gặp U23 Lào. Nhiều khả năng huấn luyện viên Manu Pakin sẽ dự khán trong cả hai trận đấu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin bóng đá ngày hôm nay trên kênh Mở Bóng Đá. Nếu thấy hay, quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!